Thôi các bạn ơi, hôm nay là một ngày mưa gió. Giờ này thì 6 giờ luôn rồi. Trời tối thui luôn đó các bạn. Ở đây thì chiều mình có chuẩn bị nguyên một mớ gâu bạch tuộc khổng lồ luôn nè. Chắc là chiều nay mình sẽ ướp để kịp tối nay mấy anh em mình sẽ nướng nha. Chiều nay mình sẽ ướp gâu bạch tuộc khổng lồ này với lại sa tế siêu cay. Tối nay mấy anh em mình sẽ làm một bữa tiệc nướng với mấy gâu mực này nha các bạn. Ủa lộn, này là gâu bạch tuộc nha. Giờ mấy anh em mình sẽ chuẩn bị ướp thôi. Ở đây mình có chuẩn bị một cái thao cho gâu bạch tuộc khổng lồ vô. Mình sẽ cho hành băm vô. Tiếp theo sẽ là sốt nướng. Cho xíu sa tế vô. Sẽ trộn đều lên cho cái gâu bạch tuộc này nó sẽ thấm gia vị nha các bạn. Đây các bạn ơi, cuối cùng thì mấy gâu mực của mình cũng đã ướp chín rồi nè. Ở lộn, ướp thấm gia vị rồi nè. Giờ này trời cũng tối rồi, bây giờ sẽ đem mớ này nướng nha. Lên lửa này ơi. Cho lửa. Cho chảo lên. Wow, chảo đẹp quá. Bây giờ anh hai mình sẽ gắp lên và nướng. Quá wow, thịt to luôn. Bỏ lên chảo. Wow. Lật nó lại, nó cùng chiều với nhau. Ở luôn. Vô cho nó săn lên. Bạch tuộc tự trở về luôn rồi đó, đâu cần làm gì đâu. Ôi, nó tự trở về luôn, tự nó xoay luôn. Trời. Nè, tới cái bên này xây nè, tới bên này xây nè. Bắt đầu nó xẹp xuống nước, nó ra linh láng rồi kìa. Bim, đi ăn đồ nướng nè. Đi ăn không? Bim Bim thôi. Đi ăn nha. Đi không? Bim Bim. Đi nè. Gâu bạch tuộc này thì to quá các bạn ơi, nướng rồi sớm giờ cũng chưa chín nữa. Chị Hiền sẽ quyết định thái mỏng nó ra. Sashimi không anh? Thôi bỏ đi em ơi. Chị Hiền sẽ cắt ra. Wow. Có đầu bếp nào mướn em không? Đó, thấy sắc mỏng ra. Wow. Nhìn cũng ngon quá. Này để em sắc một dao coi heo. Không được. Cái dao người ta là dao xịn sò, có dao này hơi hai mỏng. Dao cái đó hơi mỏng rồi. Đây các bạn ơi, cuối cùng thì món bạch tuộc với anh em mình nướng cũng đã xong rồi nè. Rồi bây giờ thưởng thức nha. Xăng lên này nè. Đây nè các bạn, giờ ăn thôi, chị dĩa đi. Vui nước nha. Ba. Đây, 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 Bim Bim. Bim Bim muốn nước suối thôi, tới rồi. Mình gốc nó ngọt luôn nổi, mới gốc qua, gốc lại, gốc qua. Có đều. Đó. Thôi, nè anh hai. Đây, anh hôn nước này. Nước vừa ăn vô. Mà các bạn. Bim này vô. Vô, mình lên. Thôi, đúng không? Được rồi. Mày quản đó mày. Phá rồi đó. Ăn thử coi. Trộn lên, thưởng thức nào. Mời các bạn, mình sẽ chấm miếng ớt siêu cay. Đây, để vô, chị để cái. Còn không để lên trên đây nè. Còn nóng không? Đang bắt lửa mà. Hả? Cái này xong rồi cho nó chơi. Thì nó to quá mà các bạn. Mời Bim Bim nha. Mời anh hai, mời chị. Đây rồi, thật thật. Gì vậy ông, nổi vô. Rung lại coi. Sao? Nó giòn mà nó mặn. Không nha. Định không? Cái thịt nó mặn quá. Đây mời các bạn nha. Cái thịt nó mặn thiệt. Bim, nè, dĩa mày nè. Phải rồi nha. Tôi rung rồi đó. Để cho ăn kìa.
Rồi. Đó. Rồi tưởng tới rồi á. Không anh hai rồi. Cho ăn này. Đang ăn ấy. Tao cho ăn xì lát đây. Đang mật mà. Ăn xì lát đây. Nó ăn này nó bị rút á. Bà y không, ta đang ăn mật cơ. Bà này cắn là đúng rồi. Ăn không cho ta ăn. Không không không, bạn. Không bạn á. Thôi. Ăn này nó giống cái gân bò á các bạn ơi. Sao mà nó cái ta? Nó mặn á anh. Thế là con này người ta đánh bắt người ta ướp nó hơi lâu. Không biết. Để trong vàng bên mình thì luôn. Đang ăn không? Ăn thử anh. Anh nói là. Nó giòn thì nó giòn á. Nó giòn dữ hả? Nó không có ngọt. Trời ơi mày làm gì vậy? Ấy hổ mày. Gùng gà tức cái gùng gà. Ê em. À không đợi như đâu. Cái gì cũng ăn. Mà cho đồ ngon không ăn. Cái này cay quá. Chấm này cay vậy? Chấm cái này cay quá ta. Mày ăn. Trời ơi. Hả? Mày ăn. Thử cái này coi. Nè. Nó sao giúp sự sự giúp gân bò nó không có ngọt các bạn. Nè. Chị nghĩ là đông quá đâu. Không ăn ta để mình. Cái này chị... có phải ô mực giả không ta? Không biết rồi. Mày mặn này chứ không phải đâu. Mặn này giống vị muối. Chắc là nó có mùi thôi. Tới đi rửa lại. Mình sợ là nó bật mí không? Các bạn là nãy mình sắc xong nó có cái mùi mình phải đem đi rửa lại. Nhưng nó ngon lắm. Ngon không? Dưa leo ngon. Thôi. Cũng được thôi. Nó không ngon lắm. Nó không ngon. Nó lạ quá. Ăn thử cho biết các bạn ơi. Nó giòn. Tìm cái nhà làm đi. Nóng. Ôi ơi, nóng dữ vậy. Bà trên. Thì nghi rồi. Thì cái chảo này nóng rồi. Chảo bên này hỏi thiết nha. Đắp lửa đi. Chín đây rồi. Thì nó khô rồi coi nó còn mặn không. Còn nó khô có gì liên quan. Nó sẽ mặn nhiều hơn. Mất hơi á. Khô lại nó mặn nhiều hơn. Cái nhỏ nhỏ thì ăn các bạn ơi, chứ mà bự quá nó sẽ mặn lắm. Nó lâu chín nữa. Mình nãy cũng cắn không được không? Ăn có vẻ không ngon lắm nha các bạn. Mình review cái món này đi. Nó không ngon. Tạm chấp nhận. Ăn nó mặn, nó lạc. Nó dở lắm các bạn. Thì lượng mình nó không ngon. Mình thấy nó dở nha. Đúng rồi, nó dở. Nó dở được á. Quá dở. Đó là sự thật lòng. Bèm. Ôi nó quạng anh hai ơi. Nó rẻo hoài. Nó kim chay trường phóng miệng nha. Rồi còn mấy mì ăn không? Ôi. Kim chay lên ngơi luôn nè anh. Thôi nóng đi ta, chảo này nóng á. Nóng á. Cao quá chị ơi. Cao được. Có tính ra bữa nay món này hơi su xíu á các bạn. Không ngon lắm. Ăn thì cũng được. Cái món này không có mùi mà sữa mà cũng không thèm nó đâu vậy luôn. Không biết cái này là có giả không mà mình mua cái này 2 bịch là 1.2 mà tầm 1 kg á. Nhìn thấy ngon ha. Mà thiệt sao nó rẻ vậy ta? Nó bự quá. Ngoài thiệt đó chứ không phải giả đâu. Sao giả được? Ai biết đâu. Ngậm thấy cái nó sao nó trong quá, nó ngổ quá à. Nó lộ mực đấy. Nó sẽ tìm hiểu. Nếu ai biết loại mực này mực gì thì hãy comment cho anh em mình biết nha. Thấy nó hơi lạ lạ. Mực khổng lồ. Làm gì vậy? Buồn. Trời ơi, nó mặn quá. Cay mà mặn các bạn ơi, nó không có ngọt luôn. Nó lẹ luôn á. Cái miếng á, cay quá. Vậy coi. Nó vừa không? Vậy.
Cua này nè. Năng lợi gà luôn á. Rất là mạnh. Wow. No luôn. Uống nước no. Chúng ta làm biến lắm á Bìm. Nhưng mà giấc này nó đứng nha, giấc ban ngày là nó đi á. Nóng á, nóng nồng quá. Quá là đi á. Ôi các bạn ơi, ngày hôm nay mấy anh em mình trải nghiệm ăn cái thử cái rau bạch tuộc đỏ khổng lồ. Nói chung là được rồi, có ăn mấy lần rồi nhưng mà đợt này mình mua cái chỗ nó hơi rẻ hơn các bạn. Mà ăn thấy nó cũng hơi ớn ớn quá. Tại vì mình thấy nó ngon quá các bạn, mua về mình nghĩ là nhìn hấp dẫn lắm luôn. Nhưng mà ăn nó hơi ớn miệng nha, tại vì thịt nó lạ so với những cái lần trước mình ăn á các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video của mấy anh em mình nha. Nếu yêu quý nhớ để lại một like và nhớ vào nút đăng ký kênh nha. Và bây giờ bye bye, bye.